Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy đoàn tụ sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng đối với những người lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn thì Tết là thời điểm mà nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Do đó cần phải ứng trực 100% quân số để ứng cứu. Được sự động viên của gia đình, hạnh phúc đón Tết đối với họ đơn giản là ở bên đồng nghiệp và luôn sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an toàn cuộc sống cho nhân dân. Những ngày Tết này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai luôn bố trí tối đa quân số để ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đối với hạ sĩ Nguyễn Văn Hà, quê tỉnh Nam Định, đây là năm thứ hai anh đăng ký ở lại đơn vị trực Tết. Là người lính trẻ, anh luôn xông xáo trong công việc. Hàng ngày cùng các đồng đội kiểm tra kỹ càng hệ thống an toàn thiết bị chữa cháy để chủ động ứng cứu khi có tình huống đột xuất bất ngờ. Tết, đối với anh và nhiều đồng đội, đơn giản là được cống hiến vì nhân dân phục vụ. Bản thân em là một người chiến sĩ công an nhân dân với vai trò trách nhiệm là thường trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xuất xe khi có sự cố xảy ra. Với vai trò, với nhiệm vụ là thế, nhưng mà được nhờ sự quan tâm của cấp ủy lãnh đạo cũng như chỉ huy đội, bản thân em cùng với đồng đội luôn luôn cố gắng giữ vững tinh thần của một người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Kiểm tra phương tiện hàng ngày, đó là đảm bảo cái lực lượng phương tiện cho phục vụ cho công tác ứng trực cũng như tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cái dịp Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, đối với cán bộ chiến sĩ an tâm công tác. Chúng tôi đã chủ động các cái phương án, sẵn sàng tính toán lực lượng phương tiện để khi cần là huy động tối đa lực lượng phương tiện để kịp thời giải quyết các cái sự cố xảy ra. Tết là thời điểm mà nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại thiếu sót trong phòng cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, các khu dân cư được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong những ngày Tết này. Tập trung làm tốt cái công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý, khắc phục các cái thiếu sót tồn tại có nguy cơ phát sinh cháy nổ để nhằm hạn chế thấp nhất các cái vụ cháy có thể xảy ra. Thì công tác kiểm tra hướng dẫn tập trung vào các cơ sở trọng điểm, các khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao để là tuyên truyền hướng dẫn xây dựng lực lượng phòng cháy cháy cơ sở để có đủ năng lực giải quyết kịp thời các cái sự cố khi có cháy xảy ra. Các loại niềm vui bên gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tất cả vì sự bình yên của nhân dân.